Công trình cầu 4 người làm.
xa xa là hai phụ nữ sàng cát kìa, về giáo xứ Hải Hưng nữa. Xúc cát chi thế luôn. Ba mươi người. Thank you.
Tay mà rút ra được luôn hả? Đừng vứt ra sông nhá. Nhiều tiền lắm. Giao trong toàn. Ngày ông mua vé số hết cả 100 ngàn, ngày nào 100 ngàn. Không, không nói. Cái này vừa giao trong toàn.